trực đêm nay trắng trời mưa gió. Áo trắng áo xanh hòa quyện với áo vàng. Vào trận tuyến chạy đua từng giây phút. Mắt em trũng sâu sau lớp kính màu xanh. Vâng thưa quý vị, xuất phát từ tứ thơ đó mà nhà báo Bùi Minh Huệ, thầy giáo Hoàng Nhật Dương đã phổ nhạc thành công tác phẩm Thành phố của tôi, trở thành một trong những ca khúc ý nghĩa góp phần cổ vũ, động viên tinh thần các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch. Những ca từ cứ nhẹ nhàng, sâu lắng đi vào đời sống với những thông điệp giản dị, giúp mọi người cùng nâng cao ý thức, chung tay đẩy lùi dịch bệnh, đưa bình yên đến với mọi nhà. Có một ngày thành phố bỗng vắng hoe, phố xa lặng im không bóng người qua lại. Tôi chạy xe lòng bỗng dưng trống trải, đâu náo nức mỗi ngày, đâu nhịp bước sóng đô. Có một ngày thành phố bỗng vắng tanh, phố xa lặng im không bóng người qua lại. Tôi chạy xe lòng bóng dưng trong trại, đâu náo nức mỗi ngày, đâu nhịp bước sống đô. Giãn cách rồi thành phố của tôi ơi. Trong cái bối cảnh mà chúng ta đã thực hiện và cả những đơn công mình chẳng gì, thì tôi cũng như bao người văn nghệ sĩ khác báo đó một điều là phải có cái gì đó để đóng góp cho cái công việc này. Chúng tôi bằng những cái lời ca tiếng hát, bằng những tác phẩm của mình, có một phần nhỏ để động viên, khích lệ những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch. Chiến trường đó từng bước chân vội vã lấy mẫu cách ly, truy tìm mọi ngã, quyết chiến với Covid, dạy sự sống từng giờ. Tôi nghĩ rằng khi các bạn nghe và khi thấm những cái giai điệu lời ca này vào thì chắc chắn các bạn sẽ có được tình yêu cũng như là cái niềm động lực để mà chúng ta có thể nhanh chóng vượt qua cái đại dịch trong cái thời điểm này. Thưa quý vị và các bạn, vất vả âu lo, những khó khăn, áp lực và dù chúng ta có nói nhiều bao nhiêu đi chăng nữa cũng chưa thể kể hết được những nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu trong trận chiến căng mình chống dịch suốt thời gian qua. Vì thế mỗi lời động viên, mỗi hành động, mỗi việc làm với sự chung tay sẻ chia, ý thức trách nhiệm của toàn xã hội sẽ luôn là món quà ý nghĩa để họ thêm vững vàng trong mọi hoàn cảnh. Và với những người làm nghệ thuật thì họ tiếp thêm sức mạnh, góp thêm sức mình cho cuộc chiến chống dịch hiện nay bằng những lời ca tiếng hát. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai tác giả của ca khúc Thành phố của tôi để hiểu thêm về những cảm xúc này. Vâng, và xin được bắt đầu câu chuyện với nhà báo Bùi Minh Huệ. Thưa nhà báo Bùi Minh Huệ, thì là bài thơ Thành phố của tôi đã khắc họa khá thành công hình ảnh của các y bác sĩ, của những tình nguyện viên, của lực lượng tuyến đầu chống dịch trong thời điểm hiện nay. Vậy thì điều gì đã thôi thúc chị viết nên bài thơ này? Tôi là người đã sinh ra và lớn lên ở thành phố này, chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của thành phố. Cho nên vào cái thời điểm ngày 8 tháng 6, khi thành phố có lệnh giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thì tôi cũng như nhiều người cảm nhận được một cái thành phố rất khác thường. Mọi góc phố, con đường đều không có một bóng người qua lại. Và đó là một cái lúc mà cảm xúc đã ùa về trong tôi. Tôi thấy tôi yêu, tôi thương thành phố của mình. Nên là tôi đã hình thành cái tứ thơ về thành phố của mình. Nhưng phải đến 2 ngày sau, lúc mà tất cả các điểm chốt trực của các chiến sĩ công an quân đội bị nhấn chìm trong mưa gió, thì lúc đó cái tứ thơ nó hoàn thiện, nó đầy đủ ở trong tôi. Bà Ngọc còn nhớ nguyên vẹn những cảm xúc đó, đó là những cái tuyến phố vắng tênh không một bóng người trong một thành phố không ngủ. Chắc hẳn là nhà báo Bùi Minh Huệ sẽ có rất nhiều điều muốn chia sẻ đúng không ạ?
phía sau thành phố không ngủ, phía sau thành phố vắng lặng của chúng ta đó là một cuộc chiến của tất cả các lực lượng, y bác sĩ, chiến sĩ công an, quân đội, các lực lượng dân quân tự vệ, cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể, tất cả đang dồn sức cho cái cuộc chiến chống Covid từng ngày, từng giờ. Vâng, vậy thì thưa thầy giáo Hoàng Nhật Dương, cơ duyên nào đã đưa thầy đến với cái bài thơ này ạ? Phải nói là bằng cái sự đồng điệu và cũng rất là tình cờ. Trong cái bối cảnh mà toàn thành phố, toàn tỉnh đang thực hiện cái chỉ thị 16, thì một buổi sáng như bao buổi sáng khác, tôi lượt phân tình cờ gặp bài thơ của chị Bùi Quận Thiên. Và như chị Huệ đã trao đổi, thì tất cả những cái câu thơ nó đã toát lên những cái hình tượng. Và tôi rất là nhanh chóng để hoàn chỉnh các khúc đó, nằm trong khoảng chưa đầy một tiếng đồng hồ. À, vâng, qua những chia sẻ vừa rồi của nhà báo Bùi Minh Huệ cũng như thầy giáo Hoàng Nhật Dương, thì bà Ngọc có thể thấy rằng cả phần thơ cũng như phần nhạc của ca khúc Thành phố của tôi đều được sáng tác rất nhanh. Vậy thì hẳn là giữa hai người đã có một sự đồng điệu nào đó trong những cái mạch cảm xúc của mình để có thể sáng tác ra một cái ca khúc hoàn thiện, đúng không ạ? Thực tế tôi và chị Huệ chưa gặp nhau bao giờ. Đấy là lần đầu tiên gặp nhau. Và những người làm nghệ thuật thì có một cái cảm nhận chung, đó là sự đồng điệu bằng tâm hồn. Khi bắt gặp một cái bài thơ hay là bắt gặp một hình ảnh nào đó thì ca khúc nó có thể vang lên. Trong thơ đã có nhạc rồi, cho nên là anh Dương bắt gặp được những dòng nhạc trong bài thơ của tôi cũng là điều dễ hiểu. Chốt trước đêm nay trăng trời mưa gió, áo trắng áo xanh hòa quyện với áo vàng, bao trận tuyến chạy đua từng giây phút, mắt em trũng sâu sau lá tim viền vương. Cảm ơn em người chiến sĩ tuyến đầu, dù mưa nắng không làm em nản chí, cho thành phố yên bình, thành phố của tôi. Được đọc cái bài thơ Thành phố của tôi cũng như được nghe cái ca khúc Thành phố của tôi thì có thể cảm nhận được rõ nét những cái cảm xúc rất mộc mạc, giản dị và gần gũi. Có thể chính vì điều đó mà ca khúc này đã dễ dàng chạm đến được trái tim của công chúng cũng như là để lại rất nhiều những cái dòng cảm xúc. Vậy thì hẳn là nhà báo Bùi Minh Huệ cũng như là thầy giáo Hoàng Nhật Dương sẽ có rất nhiều điều muốn chia sẻ và gửi gắm được không ạ? Có lẽ tôi cũng giống như anh Hoàng Nhật Dương và nhiều người là khán giả và thính giả, thì cả bài thơ và cả nhạc phẩm thì đều muốn gửi gắm cái lời cảm ơn đối với tất cả các cái lực lượng tuyến đầu, những người đã góp phần làm cho thành phố của chúng ta và nói chung, nói riêng và Hà Tĩnh nói chung cũng như là cả nước là đáng từng ngày từng giờ để làm cho thành phố và cả đất nước của chúng ta yên bình. Khi tác phẩm của tôi được đăng tải thì rất là nhiều người đã cảm ơn, thì nói rằng là đã nói hồ lòng họ, gửi lời tri ân đối với các lực lượng tuyến đầu. Vâng, còn với thầy giáo Hoàng Nhật Dương, khi mà đọc cái bài thơ này cũng như mà khi mà thầy phổ nhạc cho cái bài thơ này thì hẳn là trong thầy sẽ có rất nhiều dòng cảm xúc cũng như là những cái điều muốn chia sẻ, một cái tâm trạng nào đó và muốn gửi gắm qua đó để thể hiện được cái tâm trạng của mình đến với công chúng, đúng không ạ? Chốt trực đêm nay trắng trời mưa gió, áo trắng áo xanh hòa quyện với áo vàng, tức là tôi ám ảnh một cái hình ảnh của tất cả các chiến sĩ tuyến đầu, các lực lượng, và nằm trong một cái bối cảnh đó là thời tiết không ủng hộ, mưa gió bão bùng, thấy một cái hình tượng mà rất là khó khăn cho mình, và một cái hình ảnh đáng nhớ trong tôi đó nữa, mắt em trũng sâu. Về cái chi tiết này mà tôi và Dương là còn ban nhau để vì tôi thì viết là lớp kính không màu là đúng như vậy, nhưng mà trong âm nhạc thì kính không màu nó rất là không đúng với cái trường đồ hay là cao đồ, cho nên hai chị em cứ phải tin nhắn với nhau qua mãi về cái chuyện này. Tôi biết rằng là Dương cũng rất là thích cái hình ảnh này của tôi.
Có thể nói là những cái chi tiết rất là nhỏ nhưng mà mang lại là những cái tình cảm đặc biệt mà tác giả đã đặt cho trong đó. Đã có rất nhiều thông điệp để gửi gắm ở trong cái ca khúc này. Vậy thì đâu là thông điệp chính của cái tác phẩm này thưa hai tác giả? Cảm ơn đối với tất cả các lực lượng tuyến đầu đã chiến đấu không ngừng nghỉ, chiến đấu hết sức mình để là từng bước đẩy lùi dịch COVID-19, đưa cuộc sống trở lại thanh minh, đưa đất nước ta trở lại một cái nhịp sống bình thường và để tiếp tục phát triển. Và chúng ta hãy tin tưởng rằng cuộc chiến chống COVID của chúng ta sẽ giành thắng lợi. Đây cũng là cái tiếng nói chung của người rất là nhiều anh em trong văn nghệ sĩ. Bằng sự tri ân, cảm ơn sâu sắc để làm sao cho thành phố chúng ta sớm được bình yên, đất nước chúng ta sớm được vui vui và trở lại một cách bình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể nói rằng âm nhạc là món ăn tinh thần và có thể dễ dàng truyền tải cũng như là lan tỏa kịp thời đến khán giả trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay. Và có thể nói bài hát Thành phố của tôi là lời động viên vô cùng ý nghĩa đến các bác sĩ, y sĩ, những người đang trong lực lượng tuyến đầu căng mình chống dịch trong thời điểm hiện nay. Và giữa những bồn bề của cuộc sống, nỗi lo trước đại dịch thì những đóng góp không chỉ bằng vật chất mà những món quà tinh thần như thế này thì sẽ góp phần lan tỏa những thông điệp tích cực. Và một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Bùi Minh Huệ cũng như thầy giáo Hoàng Nhật Dương đã nói hộ tình cảm đó cho tất cả chúng ta. Có lẽ dễ hiểu tại sao hai tác giả dù công tác ở hai lĩnh vực khác nhau và chưa một lần gặp mặt lại có nhiều sự đồng điệu đến như vậy. Trong 2 năm qua, trên mặt trận chống dịch COVID-19, mỗi người dân dù ở vị trí nào cũng đều trở thành những chiến sĩ, đồng hành gắn kết, làm nên những pháo đài chống dịch hiệu quả. Với những người làm nghệ thuật, bằng những góc nhìn, cách cảm nhận, họ đã tạo ra những sản phẩm giàu ý nghĩa, cổ vũ động viên mọi người cùng cố gắng. Với nhà báo Bùi Minh Huệ, thầy giáo Hoàng Nhật Dương, họ đã dùng thơ và chắp cánh cho những vần thơ đó bằng nhạc để nói lên tiếng lòng mình. Thành phố của tôi. Nhưng sâu thẳm nơi thành phố đó là một hình ảnh Việt Nam kiên cường bất khuất dù trong thời chiến hay thời bình. Từng lời ca, từng giai điệu của ca khúc Thành phố của tôi như thấm sâu vào miền cảm xúc. Được viết ở thể 2 đoạn đơn, mỗi đoạn là những cung bậc tình cảm đan xen nối tiếp. Đôi lúc là những quãng trầm, nhưng chính những điểm lặng, những góc đường, những con phố vắng nhịp bước chân. Đến cao trào tiết tấu vui hơn, tạo nên một giai điệu liền mạch hơn, thôi thúc hơn với những mong muốn chờ đợi. Với những giai điệu vừa nhẹ nhàng vừa xa diết, bài hát không chỉ là lời cảm ơn từ đáy lòng của hai tác giả, mà còn là tình cảm của biết bao người gửi đến lực lượng tuyến đầu, những người đang ngày đêm gồng mình chống dịch. Ca khúc đã thể hiện được cái nỗi niềm và tình cảm của nhạc sĩ và ca sĩ trong đó và nói lên được cái lòng nhiệt huyết và tâm tư của những người chuyển đấu chống dịch, thì đó cũng là một cái thành quả mà góp phần vào cái kết quả quá trình chống dịch và khích lệ động viên tinh thần cho những người tuyến đầu và để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vâng, tiếng hát át đi những lo âu, thêm những động lực trong cuộc chiến COVID đầy gian nguy. Chúng ta có quyền tự hào như thế bởi thông qua các tác phẩm âm nhạc, các nhạc sĩ đã góp phần thêm tiếng nói quyết tâm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch này. Cảm ơn em, người chiến sĩ tuyến đầu. Dù mưa nắng không làm em nản chí, cho thành phố yên bình, thành phố của tôi ơi. Xin được gửi lời tri ân sâu sắc tới những tấm gương, những lực lượng tuyến đầu đã tận tụy, hy sinh, không quản hiểm nguy, xông pha trên mọi cung đường, hẻm nhỏ. Âm thầm hy sinh cả mạng sống của mình vì sức khỏe, vì bình yên của nhân dân. Thành phố bỗng vắng tanh,
phố xa lặng im, không bóng người qua lại. Tôi chạy xe, lòng bóng dưng trong trại. Đầu não nức mỗi ngày, đâu nhịp bước sống đôi. Giãn cách rồi, thành phố của tôi ơi. Chiến trường đó, từng bước chân vội vã, lấy mẫu cách ly, truy tìm mọi ngã, quyết chiến với Covid, dạy sự sống từng giờ. Chốn trước đêm nay trang trời mưa gió, áo trắng áo xanh hòa quyện với áo vàng. Bao trận tuyến chạy đua từng giây phút, mắt em chúng sâu sau lá tim Việt Quang. Cảm ơn em người chiến sĩ tuyến đầu, dù mưa nắng không làm em nản chí, cho thành phố yên bình, thành phố của tôi. Xa lặng im, không bóng người qua lại. Tôi chạy xe, lòng bỗng dưng trong trại. Đâu nao nức mỗi ngày, đâu nhịp bước sống đô. Giãn cách rồi, thành phố của tôi ơi. Chiến trường đó, từng bước chân vội vã, lấy mẫu cách ly, truy tìm mọi ngã, quyết chiến với Covid, dạy sự sống từng giờ. Trước đêm nay trang trời mưa gió, áo trắng áo xanh hòa quyện với áo vàng. Bao trận tuyến chạy đua từng giây phút, mắt em chúng sâu sau lá tim Việt Quang. Cảm ơn em người chiến sĩ tuyến đầu, dù mưa nắng không làm em nản chí, cho thành phố yên bình, thành phố của tôi ơi. Cảm ơn em người chiến sĩ tuyến đầu, dù mưa nắng không làm em nản chí, cho thành phố yên bình, thành phố của tôi ơi. Cho thành phố yên bình, thành phố của tôi ơi.